Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một buổi tối thật là bình yên vui vẻ bên người thân và gia đình. Nếu xem qua video các bạn chưa đăng ký thì các bạn vui lòng nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh và nhấn vào quả chuông để các bạn luôn cập nhật được những video mới khi mình sản xuất ra nha các bạn. Một lần nữa xin cúi đầu chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ kênh mình. Và xin chào đón tất cả những bạn đã từng xem qua video nhưng mà không ủng hộ mình. Thì mình xin chào đón tất cả. Và xin phép tất cả quý vị khán giả cho mình xin phép mình gửi gắm tới một số anh chị em đó các bạn. Mình thấy các anh chị viết cho mình những lời bình luận hay lắm nhưng mà mình không có cách nào để trả lời được cho anh chị. Và mình không có liên lạc được vì các bạn chưa đăng ký kênh, cho nên là cái mục trả lời lại nó không có cho phép mình ha các bạn. Cho nên là qua đây thì mình xin tất cả quý vị khán giả, nếu như các anh chị mà có xem được cái video mình á, thì bạn nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ đó, các bạn nhấn một lần thôi đó, sau này là những cái video tự động nó cập nhật. Còn nếu mà các bạn nhấn thêm một lần nữa thì là nó đã hủy bỏ ha các bạn. Cho nên là mong tất cả quý vị khán giả thương yêu mình thì nhấn vào nút đăng ký màu đỏ đó, khi nào nó màu xám là các bạn đã đăng ký được rồi nha các bạn. Hôm nay thì như lời đã hứa, mình sẽ chia sẻ cái video tiếp theo về gia đình của Vân Quang Long, Ái Vân. Và trong cái thời gian qua thì họ trên mạng xã hội rất là nhiều cộng đồng quan tâm. Và hôm nay thì mình nói về cái chủ đề tình yêu. Chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có một cái tình yêu đẹp trong cái thời trẻ của mình cả. Thời học sinh, thời sinh viên, và khi cái thời mà chúng ta đi làm, rồi chúng ta tới kết hôn, rồi tình yêu khi mà tuổi trung niên, tình yêu cho tới tuổi già, và khi chúng ta đã nhắm mắt lìa đời, thì luôn lúc nào con người chúng ta cũng có một cái tình yêu. Đó là trời ban cho chúng ta rồi. Trời ban cho con người có một tình yêu. Ngoài tình yêu cha mẹ, con cái, ông bà, anh chị em, thì cái thứ mà tình yêu mà đặc biệt nhất đó là tình yêu đôi lứa ha các bạn. Thì trong cuộc đời các bạn có lẽ là ít nhất một lần bạn cũng đau khổ về tình yêu. Khi còn trẻ đó, còn nhỏ đó, các bạn đã từng yêu khi mà giận hờn, vu vơ, hoặc là những cái điều mà cảm thấy là chia tay người yêu thì hết sức là đau khổ các bạn. Ngày xưa mình chia tay người yêu mình cũng đau khổ dữ lắm. Thì mình cũng như tất cả các bạn, hoặc là mình thương ai đó, hoặc là ai thương mình, nói chung là không có đến được với nhau, hoặc là có một cái vấn đề gì trong tình cảm giữa đôi lứa, thì chúng ta đều đau khổ cả. Nhưng ở đây là chúng ta đau khổ rồi một ngày tháng nó sẽ trôi qua thôi. Đó, khi mà mình chưa lập gia đình, chứ đến khi mình lập gia đình rồi, khi mà mình có vợ, có chồng rồi đó các bạn, trong cái hôn nhân của mình á, nó có vấn đề hoặc là nó trục trặc gì đó thì nó đau khổ dữ lắm các bạn ơi. Nếu ai đã một lần yêu thì các bạn sẽ biết được là nó đau khổ như thế nào. Huống chi là người chồng của mình hoặc là người vợ của mình đó, muốn ra khỏi cái gia đình mình, nhất là những người bị phản bội ha các bạn, thì trong lòng họ phải nói là nỗi đau không thể nào diễn tả được. Nếu ai trong cái tình cảnh đó, hoặc là một lần mà tình yêu đổ vỡ, thì các bạn sẽ chiêm nghiệm được và các bạn sẽ thấm được trong trái tim mình một cái nỗi đau khổ như thế nào rồi. Khi mà con người ta bước vào yêu thì ít nhiều gì cũng đau khổ các bạn ạ. Chứ còn nếu mà nói là yêu chơi vậy thôi, nhưng mà cái đó là không có phải là tình yêu đâu. Cái đó là chỉ là quen qua đường chơi thôi, nó không phải là tình yêu. Khi bạn yêu thực sự mà một trong hai người phản bội bạn, hoặc là trong cái tình cảm của bạn nó trục trặc một cái gì đó tác động từ phía bên ngoài đó, thì bạn thấy là đau khổ rất là nhiều. Tại vì bạn yêu bạn mới đau khổ. Còn những người quen chơi như vậy đó, dù cho tác động như thế nào đi nữa thì người ta cũng không có đau khổ, người ta qua rồi thôi, hoặc là chỉ có nỗi buồn thoáng qua thôi. Còn yêu thực sự nó mới là đau khổ các bạn. Ái Vân và Vân Quang Long, một cái tình cảm, một cái tình yêu từ năm lớp 8 mãi cho tới hết lớp 12, mãi cho tới ra trường đại học. Và chúng ta thấy là họ kết hôn nhau, một tình yêu hết sức là ngọt ngào, và hai đứa con ngoan ngoãn. Như vậy một người chồng một ngày nào đó say đắm một cô gái khác, ra khỏi gia đình mình, thì thử hỏi coi một người vợ có đau khổ không. Trong câu chuyện này mình là cái người
đứng ngoài cuộc nhìn nhận thôi các bạn. Mình không có binh vực ai cả ha các bạn. Mình chỉ đứng một cái góc nhìn thực tế thôi. Giả sử như trong cái câu chuyện gia đình của Vân Quang Long và Ái Vân, đổi lại đi, cái cô vợ khác hoặc là cái cô người yêu mà đổi lại là vợ Ái Vân đi, thì người ta có đồng ý không? Người ta có chịu nổi cái nỗi đau như vậy không? Chồng phản bội đi theo cô khác. Đó, thì mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi các bạn ạ. 20 mấy cái video mình nằm trong cái danh sách là Tiếc Thương Vân Quang Long. Thì các bạn nhấn vào đó, hoặc là mình để đường link phía dưới đó, là nhấn vào để xem tất cả những cái video. Thì trong đó mình có chia sẻ rất là nhiều. Mong tất cả quý vị khán giả có thể là xem lại. Mới đây trên cộng đồng mạng cũng len lỏi xuất hiện những cái thông tin rò rỉ ha các bạn. Đây là mình chia sẻ, mình phân tích thôi chứ mình không có khẳng định. Ở đây là một số thông tin được biết là từ một người bạn thân của ca sĩ Vân Quang Long, là người bạn thân chí cốt luôn nha các bạn. Đã sau khi Vân Quang Long chết thì là cũng thương yêu bé Helen giống như là con ruột của mình, và sau đó nhận làm con nuôi ha các bạn. Cái điều này là rất tốt, tại vì bé bây giờ là Vân Quang Long mất rồi, nó rất là bơ vơ, nó chỉ vào dựa tình thương của mẹ thôi. Nếu một ai đó cho bé một cái tình thương như vậy thì cũng rất là tốt cho bé. Tuy nhiên ở đây có một cái vấn đề nó lớn hơn một chút xíu ha các bạn. Thì những cái thông tin rò rỉ rồi nhận là bố nuôi thì hàng tuần không biết là một người vợ của mình có đồng ý, đồng tình cho mình hay không. Nhưng mà trong cái tình cảnh này thì các bạn biết nhận là con nuôi, đôi khi con ốm nè, đôi khi con bệnh nè, đó, rồi gửi tiền cho con ăn học nè. Đó, thì trực tiếp bản thân mình phải đi, và thông tin rò rỉ là hàng tuần từ thành phố Hồ Chí Minh anh ta chạy xe về với gia đình con nuôi của mình ha các bạn. Như vậy thì lửa gần rơm mà các bạn, lâu ngày cũng bén. Đó, một cái tin đồn, một cái tin hành lang mà mình hy vọng là cái điều đó không thể xảy ra cho gia đình của họ thêm một lần nữa, giống như Vân Quang Long nha các bạn. Nếu như mình sẽ gửi tiền hoặc là mình chu cấp hàng tháng như vậy mà phải thông qua một người vợ mình, một người vợ đồng tình, một người vợ đồng hành với mình trong suốt chặng đường mười mấy năm để nuôi bé Helen ha các bạn. Đôi khi trong cuộc sống của các bạn nè, các bạn trong cuộc sống đời thường của các bạn, đôi khi bạn gặp nhiều khó khăn về tài chính lắm các bạn. Đâu phải lúc nào mình làm cũng có tiền đâu. Gia đình mình, con cái mình lo còn chưa xuể nữa. Đó. Còn nếu mà hàng tháng mà để chu cấp thêm như vậy, nếu có một cái tấm lòng tốt như vậy thì cũng rất là trân trọng, rất là quý ha các bạn. Tuy nhiên cái thời gian dài, một bên thì là chưa chồng, cô gái rất là xinh đẹp đó, thì một bên người ta đã có gia đình, có vợ con rồi, sợ lửa gần gom lâu ngày cũng bén ha các bạn. Đến lúc nào đó các bạn sẽ sập bẫy, mà các bạn đã biết rồi. Cái cô linh tinh này cổ rất là khéo. Trước đây Vân Quang Long đã từng là một chủ quán, từng có vợ là bác sĩ, là gia đình hạnh phúc, có gái có trai. Đó, người ta dẫn con người ta đi chơi cùng với mình đó, thì mình quay phim, mình chụp hình lại, mình nói là mình thân thiện với gia đình, mình chia sẻ, mình gần gũi với các bé. Thì cái thời điểm đó thì mình chưa là gì, cho nên mình chụp hình, mình quay phim đó, thì đâu có ai ngăn cản mình đâu, và các bé nó cũng đâu có biết về vấn đề này. Các bạn thấy đó, nhưng mà có một ngày Vân Quang Long một phút yếu lòng, một phút sa ngã thì đi trượt đường dài. Lúc nào huy hoàng, lúc nào điêu tàn. Các bạn nhìn Vân Quang Long đó, các bạn thấy. Thì hy vọng là cái vết xe đổ của Vân Quang Long sẽ không lặp lại cho một cái người bạn hiện tại. Nếu như cái đường dài liệu có tự giữ mình được hay không? Trong khi đó là vợ con ở nhà, con còn nhỏ, thì mình cuối tuần hoặc là trong 1-2 tuần mình lại chạy xe mà đi thăm con nuôi của mình tận ở Vĩnh Long. Mà trong khi đó cái cô nàng này rất xinh đẹp, thì các bạn biết đó là cái sự quyến rũ của cô ta, cái sự khôn khéo của cô ta để làm những người đàn ông mê hoặc, đó là cái biệt tài của cô ta rồi. Thời gian dài các bạn biết rồi đó, sợ là không tránh khỏi đàn ông mà các bạn. Đôi khi một giây phút yếu lòng hoặc là cái sự quyến rũ của cô ta, sự quyến rũ của một người phụ nữ, chính bản thân người đàn ông họ không kiềm chế được. Mặc dù là họ rất là tốt nha các bạn, rất là tốt, chung thủy với vợ, với con,
và không bao giờ cái chuyện mà trai gái bên ngoài xảy ra không có đâu các bạn. Nhưng đôi khi thôi, có những một chút hơi men và đồng thời cái sự quyến rũ của một người phụ nữ đó, cái người đàn ông người ta không có kiềm chế được, người ta không có kìm lòng được, nhưng một phút lỡ lầm rồi á, thì sau đó là hối hận, trời ơi sao mình có lỗi với vợ con mình quá, mình sẽ là làm như thế nào đây sau khi mà mọi việc đã lỡ làng hết rồi đó. Chứ không phải là nói về người đàn ông không tốt nha các bạn đó. Rồi cái vết trượt dài, một lần được, hai lần được và nhiều lần sẽ được, rồi một người đàn ông đó trượt dài đến lúc nào đó là không có sức ra được, gia đình vợ con biết được, thì liệu các bạn còn giữ được hạnh phúc hay không, liệu vợ mình có đặt niềm tin cho mình nữa hay không, thì bắt đầu từ đó gia đình của mình sẽ xào xáo những chuyện to chuyện nhỏ, bắt đầu gay cấn vợ chồng, và trong cái tình cảm bắt đầu nó rạn nứt và mình dần dần mình sẽ xa rời cái mái ấm gia đình của mình. Còn bên kia thì họ lúc nào cũng ngọt ngào, họ lúc nào cũng quyến rũ, họ muốn mang mình đi ra khỏi cái gia đình. Các ông đứng ngã ba đường, đến lúc nào đó các ông chịu không được nữa. Thứ nhất là bên đây vợ con cằn nhằn rồi, gia đình mình lục đục đi về, lúc nào cũng có cái sự cãi vã từ cái người đàn ông đó sẽ đem sóng gió về gia đình của họ. Và đứng trong ngã ba thì các bạn thấy là vợ mình sao lúc nào về cũng cằn nhằn, nào là cơm áo gạo tiền, nào là con cái nheo nhóc, vợ mình ở nhà heo hút chăm con, không có trau chuốt về cái bản thân của mình, vì lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền, lo chồng, lo con, lo nhà cửa sạch sẽ, cơm nước cho chồng đàng hoàng đó, thì đâu có thể nào mà ngọt ngào trong cái lúc như yêu được các bạn. Giống như các bạn nam cũng vậy, các bạn có vợ rồi, các bạn cũng đầu bù tóc rối với vợ, với con, với là tiền bạc, cơm áo gạo tiền trong cuộc sống này. Chứ đâu như lúc mà các bạn là mới thanh niên, mới yêu đâu, trời lúc nào cũng bóng bẫy vuốt ve ha, trau chuốt thân thể của mình. Khi mà bạn có gia đình rồi, có vợ rồi, chắc có lẽ một chút gì đó nó cũng già dặn hơn so với cái lúc mà bạn còn thanh niên chứ. Đó, mình đâu có giống như thanh niên được. Cho nên người phụ nữ cũng vậy, bao nhiêu cái sự lo toan người phụ nữ, vì sao mà họ già hơn những người đàn ông trong khi mà lập gia đình, con cái đi, một con, hai con bệnh, con đau, con ốm, ôi bao nhiêu thứ để lo các bạn ơi. Người phụ nữ rất là vĩ đại luôn, bao nhiêu thứ trong gia đình người phụ nữ lo hết. Đó là một cái người phụ nữ mà chăm lo gia đình chồng con ha các bạn. Còn bên kia, cô kia thì tối ngày trau chuốt bóng bẩy, luôn lúc nào cũng là ngọt ngào, cho nên là mình xa ngã, mình rời khỏi gia đình mình là vậy đó các bạn. Đến lúc nào đó thì nó sẽ đem bạn đi về phê phía nó luôn, đâu có khác gì Vân Quang Long đâu. Hy vọng là cái người đàn ông này, cái người mà nhận là bố nuôi đó, đó, hoặc là cái người đàn ông mà sắp đi trên con đường mà Vân Quang Long đã từng đi đó, hy vọng là tin đồn không có, hy vọng là ở đường dài anh ta biết kìm nén lại và đồng thời xử lý làm sao cho thật là khéo léo, thật là hợp tình hợp lý, để sau này vợ con mình nó không phải khổ. Lúc đầu thì ai cũng nói hay hết cho các bạn ơi, trời chơi thôi, không có đâu, ba mẹ cứ tin tưởng, vợ con cứ tin tưởng, tin tuyệt đối 100% đi. Nhưng tin là cái lúc đó, nhưng mà một phút sau có biết liệu mình còn giữ được cái bản thân mình hay không. Chứ đừng có nói và thời gian dài mà nuôi con cho tới 18 tuổi luôn các bạn, thì hơi bị khó. Thì lúc này bé Hai Lành cũng có bà nội nuôi rồi các bạn, bà nội nuôi dẫn đi ăn uống, nếu như bé có một người thương yêu nữa thì cũng rất là mừng cho bé ha các bạn. Nhưng các bạn thấy sao không nhận bà ngoại nuôi mà nhận bà nội nuôi đó, thì bà nội nuôi hay là bố nuôi đó thì cũng là tốt cho bé thôi. Nhưng mà liệu cái người phụ nữ này họ có lặp lại giống như Vân Quang Long hay không? Hy vọng là cái điều đó không xảy ra cuộc đời của cô ấy và không có xảy ra với một gia đình của anh kia. Nếu mà một lần đã vấp ngã đối với Vân Quang Long rồi thì hy vọng làm lại cuộc đời, đừng bao giờ vướng tới những người đàn ông mà có vợ. Hãy hướng tới những người đàn ông độc thân, ly dị, chết vợ. Nói chung là người ta đã hoàn tất hết mọi thứ, không còn dính líu gì gia đình nữa. Cô Linh Tinh có cái đúng mà có cái sai.
nói về lý nha các bạn, có cái đúng mà có cái sai. Sai là sao? Trước khi Vân Quang Long đã có vợ thì len lỏi vào gia đình của người ta rồi, đó là sai của cô ta ha. Nhưng mà sau khi Vân Quang Long ly dị Ái Vân rồi thì cô ta được cái quyền đi tới với Vân Quang Long. Nhưng mà vì sao? Đó là một cái hệ lụy. Khúc đầu là cô ta sai, nhưng mà ly dị rồi, không những cô linh tinh mà tất cả những ai cũng có thể đến với Vân Quang Long. Đó là hợp tình hợp lý hay các bạn? Nhưng mà vì sao mình phải đặt một cái câu hỏi rất là lớn, vì sao Vân Quang Long lại ly dị với vợ con trong khi đỉnh cao sự nghiệp, trong khi nhà cửa có, xe cộ có, cái cuộc sống đang ấm im hạnh phúc, gây cho gia đình một cái, phải nói là một cái ngã rẽ không lường được. Bởi vậy Vân Quang Long vấp ngã đau khổ cả đời luôn. Khi mà nó lôi về gia đình rồi đó, các bạn thấy là nó đài cho tới chết luôn, sống làm sao có tiền có bạc, phải tha phương đi kiếm tiền đặng về nuôi chứ. Vừa trẻ vừa đẹp vừa vòi vĩnh, đòi hỏi đủ thứ, chứ đâu như vợ nhà phải cam chịu, đôi khi là chịu thương chịu khó, ăn uống phải nhịn nhục, rồi tất cả mọi thứ phải gói ghém trong gia đình để có một cái tài chính vững chắc cho gia đình, lo cho chồng cho con. Còn những con vợ bé, con bồ nhí là nó ăn cho mấy ông là coi như là chọc đầu không còn cọng tóc. Thử hỏi trên đời này những người nào mà có bồ nhí, có vợ bé là ai không cho tiền? Nếu như con bồ nhí, con vợ bé mà nó lo cho ông được thì thôi, chắc phụ nữ này là người ta là bái phục mấy ông. Không có đâu ha. Cái việc đó là không thể, giống như là dòng nước chảy xuôi không bao giờ chảy ngược được. Cho nên khi mà các ông có bồ nhí rồi, các ông lo thôi. Lo chừng nào mà mình không còn khả năng lo nữa thì nó đẩy mình đi. Còn con vợ của mình á, là khi mà con bồ nhí mà nó đẩy mình đi rồi, khi mà thân tàn ma dại rồi đó, không còn cái gì nữa, thì con vợ của mình lại đón mình về. Bởi cho nên là Ái Vân là một cái người chịu đựng đau khổ nhất các bạn ơi. Lúc mà chồng mình đã đi ta bà ha rồi, đi cô này cô nọ rồi đó, đi với con linh tinh kia rồi, về vườn sống rồi, khi mà sang Mỹ gặp khó khăn trong cuộc sống này, vẫn gửi tiền 5.000 đô, các bạn thấy gửi nhiều lần trước nữa chứ không phải 5.000 đô này không đâu. Tại vì Quân Quang Long lúc đó qua bệnh làm có tiền nhiều là gửi về bên Việt Nam, gửi về cho linh tinh hết đó. Trong khi khó khăn như thế nào thì Vân Quang Long lại là nhờ vả bên là Ái Vân. Mà có lẽ là cái sự tự nguyện của Ái Vân đó các bạn. Vì thấy xót quá, xót Vân Quang Long bên Mỹ á, là gặp nhiều khó khăn, phải vay mượn bạn bè. Rồi cái ông cuộc sống á, đâu có phải qua Mỹ mà dễ dàng đâu. Làm tất cả cái nghề chân tay để có một cái đồng tiền gửi về cho Việt Nam. Cho nên lúc khó khăn là Ái Vân đã ra tay giúp, mà giúp nhiều phen rồi, giúp ở Việt Nam, giúp qua Mỹ cũng giúp, nói chung là giúp mọi lúc mọi nơi. Cảm thấy là Ái Vân còn yêu chồng và còn thương chồng dữ lắm các bạn. Như vậy nhưng mà cái nghịch cảnh chớ chiêu rồi, không thể nào quay về được. Nếu mà còn ở Việt Nam á, Vân Quang Long mà còn quay về gia đình được á, thì con linh tinh này nó cũng đâu có cho, nó đâu có tha cho đâu các bạn. Rút kinh nghiệm từ Vân Quang Long, hy vọng là những cái người kế tiếp đừng bao giờ lặp lại đi trên con đường Vân Quang Long đã đi qua, một con đường hết sức chông gai và đầy đau khổ. Thì hy vọng các anh này có cái sự suy nghĩ kịp thời, và đồng thời vợ anh ta cũng hãy nhìn nhận vấn đề và nghĩ tới chiều sâu một chút, thì hãy cố gắng bảo vệ gia đình của mình. Hy vọng cái điều đó, cái tin đồn đoán nó chỉ là tin đồn thôi, cái sự thật không xảy ra trong một cái đường dài đây cho tới 18 tuổi bé Helen đã trưởng thành ha các bạn. Liệu những cái đường dài đó thì nó có xảy ra cái điều gì hay không? Mình cũng như tất cả quý vị khán giả đang sợ cái đường dài như vậy. Hôm thì con ốm, hôm thì con đau, cuối tuần thì lại về quê. Có xe hơi mà các bạn, đây về Vĩnh Long đâu có xa đâu. Đó, có xe hơi đi về cuối tuần thăm, chở mẹ con đi ăn uống rồi chăm sóc này kia nọ. Đó, làm bố nuôi, anh nuôi, bà nội nuôi, vân vân. Rồi mai mốt chắc có lẽ là nếu mà không kiềm chế được là nuôi luôn cả gia đình. Đó, hy vọng là cái điều mà lịch sử không lặp lại trong cuộc đời
đã đau khổ quá nhiều rồi. Vân Quang Long cho đến chết vẫn còn những cái vướng mắc trong lòng mà hối hận, không có thể nào mà làm tròn được với gia đình. Giống như ba mẹ nè, cũng có lỗi, và có lỗi với Ái Vân, lỗi với con cái của mình, nhưng mà biết làm sao được. Dòng đời mà nó trôi đi rồi, nó đâu bao giờ trở lại được đâu các bạn. Có nhiều người đã nói với mình thấy ganh tị, vì cô ta đẹp ganh tị. Không phải đâu các bạn, không có ganh tị đâu. Cũng hy vọng là cô ta sẽ tìm được một người yêu, một người chồng, để cô ta tìm lại cái hạnh phúc cuộc đời của mình. Thì các bạn biết đời người con gái mà, nếu mà suy nghĩ chín chắn cho một chút á, thì đâu có ai muốn đi làm vợ bé của người khác. Và đâu có ai muốn dòng đời nó như thế đâu. Mình muốn có chồng, có con bên cạnh để hạnh phúc, chứ đâu có muốn mà lang thang như vậy đâu, lấy chồng người khác. Nhưng nhiều cô gái lại thích vậy. Mình là phái nữ nhưng mình không có binh vực đâu các bạn. Đây là mình nói nhiều cô như vậy. Bởi vì đàn ông hư là vì sao? Là vì những cô phụ nữ như vậy, đàn ông mới hư. Chứ nếu mà người phụ nữ mà suy nghĩ chín chắn, nghĩ về cho gia đình của người ta, thì người đàn ông không có hư, người đàn ông không có trượt dài như vậy. Nhưng mà đâu có được, những người phụ nữ, những con người như vậy thì họ luôn lúc nào họ coi rất là nhẹ gia đình của họ. Gia đình của anh đó, có vợ kể anh đó, mình kéo về được mình thì mình cứ kéo thôi đó. Họ đâu có suy nghĩ đau khổ cho người khác gì đâu, cũng là phận nữ với nhau, nhưng họ không có nghĩ gia đình ai đau khổ kệ họ, còn mình kéo chồng người ta về được cho mình thì mình cứ kéo thôi. Bây giờ không biết vợ của anh ta có cái sự đồng ý, đồng cảm để nuôi con của Vân Quang Long cho tới 18 tuổi hay không. Nếu như nuôi thì, nếu như mình là phụ nữ mình nuôi thì là mình có thể là gửi tiền đó qua tài khoản hàng tháng, hàng năm gì đó. Nếu như hàng tuần, hàng tháng để cho chồng mình đánh xe về quê để là đưa con, thăm con và đưa cho vợ, thằng bạn đi ăn uống, chơi như vậy, thì liệu là có giữ được mình hay không hả các bạn? Đàn ông mà mấy ông tốt tới đâu đi nữa, cái ông gặp trong cái hoàn cảnh đó, cái không gian riêng nhỏ hẹp chỉ có mình ta với ta thôi, thì liệu các ông có kiềm chế được hay không? Mấy ông uống vô một vài lon bia ha, ngà ngà rồi, cô này thì xinh đẹp, ẻo lả, quyến rũ, mà trong khi đó ở nhà là chỉ có cô ta và con, và còn mình là người đàn ông. Uống vô ly ngà ngà rồi, bạn mà thấy vợ của thằng bạn đó đẹp như tiên giáng trần, liệu các bạn có là kiềm chế được hay không? Hay là các bạn lên tới đỉnh đầu đó, các bạn nhào vô rồi một lần, hai lần và ngựa quen đường cũ, rồi đến lúc các bạn sẽ thấy cái cảnh liền ha. Nhiều người khán giả đã viết cho mình đó các bạn, có lẽ đây là một cái mỹ nhân kế hay là một cái sự sắp đặt từ trước. Có phải là Vân Quang Long là bố ruột hay là anh kia là bố ruột đó? Cái điều này khán giả nói nha các bạn. Thì cũng xin tất cả quý vị, mình cũng không khẳng định mà các bạn cũng chưa có bằng chứng, cho nên các bạn cũng đừng có nói như vậy, để đôi khi là đau lòng cho Vân Quang Long. Tại vì con mà, nếu như là con của mình mà mình nói trời ơi bây giờ con của mình mà nó giống cái ông nội hàng xóm quá thì mình cũng đau lòng cho các bạn đó. Nhưng cái điều đó thì chúng ta hãy chờ đợi cái thời gian, và hy vọng cái điều đó nó không phải là sự thật như vậy hả các bạn. Bây giờ chuẩn bị con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô sắp sập bẫy đó, thì khán giả lo lắng thôi. Các bạn thấy là họ rất là lo lắng, sợ anh ta đi vào cái lối mòn của Vân Quang Long nữa, rồi làm khổ vợ con gia đình. Đôi khi một phút mà, một phút không kìm lòng được, một phút lỡ làng thì cái cuộc đời của mình sẽ trượt dài và đánh mất hạnh phúc gia đình ha các bạn. Nếu như mà không khéo thì một người phụ nữ nữa sẽ sắp đau khổ như Ái Vân ha các bạn. Thật là bây giờ cũng không biết nói làm sao, bởi vì dòng đời đôi khi nó trớ trêu vậy đó các bạn ơi. Vợ con gia đình đầy đủ không muốn, mà mấy ông lại thấy những cái trước mắt như vậy mà các ông không có kềm chế được. Các bạn thấy á, đôi khi một người đàn ông thấy con đường trước mắt trong gai đầy đau khổ, nhưng mà các ông không kiềm chế lòng được, các ông vẫn bước, tính là giấu vợ giấu con rồi này kia nọ, về vợ con không biết,
Xin lỗi các ông nha. Phụ nữ người ta biết hết, đôi khi những cái nhỏ nhặt nhất của một người đàn ông có cái sự thay đổi là vợ người ta biết hết, nhưng mà trong lòng không nói ra thôi các bạn. Những cái giác quan của họ là người phụ nữ là cảm nhận được ngay, từ những cái gì chi tiết nhỏ nhặt nhất là người vợ người ta biết hết, mà đôi khi người ta không nói ra để cho các ông biết thôi. Đó, năm dài tháng rộng, mấy ông tưởng rằng là những người vợ không biết, cho nên mấy ông cứ giấu che đậy. Mà cái sự che đậy, tôi nói thiệt với các bạn nha, những người đàn ông có bồ bịch rồi khéo che đậy cỡ nào cũng không lọt qua mắt của người phụ nữ, người vợ các bạn. Mặc dù người vợ không có vệ tinh bên cạnh, nhưng cái sự vợ chồng đó, họ có một cái cảm giác và họ có một cái linh cảm gì đó, chồng mình thay đổi, có một chút gì đó nghi ngờ, một chút gì đó lo lắng chồng mình sẽ là vướng vào bẫy tình như vậy, vân vân, nhiều thứ lắm các bạn ơi. Nhưng mà họ có một cái cảm giác là họ biết được cái điều đó, cho nên các ông giấu cỡ nào đi nữa nó cũng lòi ra hả các bạn. Bởi vậy khi Vân Vân Long á, giấu vợ, giấu con, giấu cha, giấu mẹ, giấu hết, nên một lúc nào đó có giấu nổi hay không. Nhưng mà cái sự ứng xử của Ái Vân rất là khéo léo nha các bạn, từ cha mẹ chồng cho tới là vợ con khuyên nhủ, đến lúc nào đó cũng không được, rồi cuối cùng là phải là bứt thôi đó, cuối cùng là phải ly dị thôi đó. Ai cũng nói, bởi vì sao, thầy cô là rất là đau lòng, có một đứa con trai dạy dỗ nói nó chứ, mà nó giấu hết, nó giấu gia đình không có đâu, trời chắc không có đâu, chuyện này chuyện kia, nhưng mà tới chừng là bung ra rồi, các bạn thấy rất là đau lòng, phải nói là ông bà rất là đau khổ. Có một đứa con trai mà trong khi gia đình vợ con nó im ấm, ông bà hưởng được tuổi già nhẹ nhàng rồi, khỏe khoắn rồi, có vợ có chồng lo xe cộ nhà cửa, có con cái ngoan hiền học hành như vậy thì nó quá tốt rồi. Trời ơi, một cái gia đình phải nói là mọi người rất là ngưỡng mộ, đâu có ai tìm được có một cái hạnh phúc được như vậy đâu các bạn. Nó có quá đầy đủ, mà bởi vì nợ đời phải trả, trả một cái giá quá đắt khi mà chúng ta đã lỡ lần bước chân vào con đường tội lỗi, ham chơi, dung túng cho bản thân mình đó, giấu cha giấu mẹ giấu vợ con, cuối cùng đó đi theo con linh tinh được gì, cho đến ngày tới chết luôn mới nói được cái câu là hối hận, làm khổ vợ con trong suốt 20 năm qua đó, thì đến lúc nào cũng hối hận thôi chứ biết làm sao giờ. Hy vọng là anh bạn của anh Vân Quang Long sẽ tránh xa con đường này và không bao giờ đi lặp lại con đường mà Vân Quang Long đã đi qua, một con đường chông gai và đầy đau khổ. Rồi thôi, xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Các bạn viết những cái suy nghĩ trong cái kênh của mình á, thì mình sẽ cố gắng trả lời lại hết. Nhưng mà có bạn nào bị sót á, thì các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Tại vì đôi khi lướt qua rồi không có kịp á, quên thôi chứ không có phải là mình bỏ qua tất cả quý vị khán giả đâu. Tuy nhiên có một số bạn chưa đăng ký thì mình không có trả lời lại được ha các bạn, vì nó không có cho phép. Cho nên là các bạn nhấn vào nút đăng ký để mình có thể là tương tác với nhau, mình trả lời cho bạn, và những cái chia sẻ gì mình cũng có thể là chat với nhau được ha các bạn. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.